Hello, xin chào tất cả quý anh chị và cô bác nhé. Hôm nay em có một em Bình này. Em Bình này là em Bình Cutani nhé mọi người nhá. Chiều cao của em Bình này là cao 48. Vòng bụng của em nó là 111 nhé mọi người nhá. Bình này là họa tiết vẽ tay khá là lâu đời rồi. Ở bên trên miệng Bình ở đấy mọi người có hai hình người đang leo lên miệng Bình. Bình này là đây, bức tranh này là vẽ bảy vị thần may mắn của Nhật Bản nhé mọi người nhé. Em mình là khá là sâu tuổi rồi đấy mọi người ạ. Quay cho mọi người xem miệng này. Đấy, miệng Bình tình trạng lành tít nha mọi người nhé. Hai người lành tít luôn. Trên cổ Bình này có cây trúc này mọi người này. Ở bên này là nó có hoa mai này mọi người. Hoa đào ấy mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Chuyện ký đầy đủ. Đây, chuyện Cutani đây mọi người ơi. Đấy, nó quay này thì là nó nhìn hơi khó nhìn mọi người ạ, vì nó ngược màn hình. Nhưng mọi người xem cái chôn đế của nó này. Cái này là khá là lâu đời rồi mọi người nhé. Mọi người mà ai mà muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, cho em xin phép em quay một lượt nữa cho các bác nào muốn sưu tầm em này về chơi thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây là họa tiết này, có cây tùng này, có nhà ở sông núi, núi non đầy đủ luôn. Họa tiết vẽ tay quá là đẹp luôn mọi người. Em Bình này được cái là bụng em này rất là to, bụng lên tới 110, 11, 111 mọi người ạ. Đấy, quá là tuyệt vời phải không mọi người? Ôi, một lần nữa cho em gửi lời chào tất cả mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người đã xem video của em. Em chào mọi người nhé.